Cám dỗ của sự bận rộn. Bận rộn chính là cám dỗ đặc biệt trong chúng ta. Có bao nhiêu người đã hiểu được điều ấy và kịp thời tỉnh thức? Tôi đã từng như vậy. Khi ấy, tôi đã mãi lao vào những cuộc đua vô tận mang tên sự bận rộn. Bởi vì sự bận rộn cuộc đời mang lại cho tôi nhiều khoái cảm. Ví dụ, 1. Tôi đã không phung phí thời gian. 2. Tôi là kẻ bận rộn. 3. Tôi là một người quan trọng. 4. Tham vọng, dục vọng trở thành người hùng trong tôi. 5. Có được nhiều sự quan tâm, chú ý từ mọi người xung quanh. 6. Vân vân. Bạn biết không, mỗi khi tôi có thời gian rỗi, tôi sẽ cố gắng kiếm tìm những điều, những thú vui để giết thời gian trống. Thay vì ngồi lắng đọng để cảm nhận cơ thể và những ham muốn dục vọng để rồi tôi biết và mời chúng đi khỏi cuộc đời tôi. Lúc đó tôi đã giống bao người ngoài kia, tôi đã lao vào 1. Chơi game 2. Đánh bài 3. Nói chuyện sáo lãng 4. Đọc tin trên mạng xã hội, những tin tức về người nổi tiếng, vân vân. 5. Phán xét, chỉ trích, bình luận của người khác. 6. Vân vân. Nhìn chung lại, hết thảy tất cả đang nâng bản ngã lên cao. Càng lúc tôi đã xa rời, điều tôi cần làm chính là lắng nghe những cung bậc của cơ thể mình. Sau khi cuộc vui tàn, tôi quay lại khó chịu, tức tối bản thân. Bởi vì tôi đã chưa làm được gì ra trò sau một ngày trôi qua. Dẫu biết rằng thời gian chính là một trong những khoảnh khắc phong phú đáng có trong cuộc đời, thời gian đã qua chính là mảnh ghép đặc biệt tôi đã trải nghiệm. Và giờ đây tôi cần phải cảm thụ hiện hữu với giây phút mình đang có, nhưng vô tình đã phung phí chúng. Bạn đã từng bối rối giống tôi không? Thật ra, phút giây rảnh rỗi chính là khoảnh khắc, là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại bản thể của mình. Nhưng chúng ta đã quên đi cơ hội đặc biệt ấy. Bận rộn chính là cám dỗ đặc biệt đã thử thách chúng ta. Sự bận rộn cả về tâm trí, cơ thể, lời nói, hành động, vân vân. Nhưng nhìn nhận lại, chúng chỉ là những thói quen, quá khứ hằn sâu trong con người. Có thể là mới khởi sinh khi bạn rảnh rỗi. Vì sao vậy? Cuộc sống hối hả đã và đang khiến con người đi quá nhanh. Chúng đã đào tạo con người tựa như những chiếc máy đặc biệt. Chiếc máy ấy tham đắm công việc đến mức không cần bảo trì sau quãng thời gian dài làm việc liên tục. Để giờ đây, khi được nghỉ ngơi thì họ cảm giác bứt rứt, khó chịu, tù túng nếu được ở nhà nhiều ngày. Ấy chính là thực tại. Giờ đây họ đang than phiền. 1. Chán quá. 2. Khó chịu quá. 3. Bức bối đến ngạt thở. 4. Vân vân. Nhưng thực tế, khi họ làm việc thì họ chưa thực sự hoàn toàn cảm thụ với giây phút hiện tại. Thay vào đó là 1. Bà kia, anh kia thế này, thế kia, vân vân. 2. Sếp tôi. 3. Đồng nghiệp tôi, vân vân. 4. Chiều nay, tối nay, tôi ăn gì. 5. Vợ chồng tôi, vân vân, khiến tôi khó chịu. Anh ấy, cô ấy tệ bạc, vân vân. 6. Vân vân. Tôi nhận thấy rằng chúng ta tựa như những kẻ thiếu biết ơn về cuộc sống hiện tại. Để rồi chúng ta cứ mãi đắm say về quá khứ, tương lai chưa đến, dần dần đánh mất thực tại vậy. Sự bận rộn ấy chính là cám dỗ dành cho những ai chưa bao giờ biết đủ về cuộc sống. Họ chưa biết rằng bao người ngoài kia đang thèm khát cuộc sống họ đang có. Vậy mà họ lại lãng phí cuộc sống này. Biết bao người bận rộn để gồng mình trở thành ai đó ngoài kia,
không phải rằng để trở thành chính họ, bởi vì họ đã hâm mộ những hình mẫu hào nhoáng không có thực. Thay vì mở lối tâm hồn từng ngày, khai mở bản thể lương thiện, tươi đẹp và tố sắc cuộc sống, diệu kỳ, muôn màu. Tôi đã từng làm việc để trở thành một người đặc biệt. Tôi cứ mãi mộng mơ về những gì ở tương lai. Rõ ràng chúng chưa đến. Tôi không chê điều ấy là xấu, bởi vì khi có mục tiêu sẽ giúp bạn thấy rõ hơn con đường phía trước. Nhưng khi bạn có mục tiêu, bạn hãy làm nhanh nhưng sống chậm. Hoàn thành mục tiêu đã định rồi, quay về bản thể nội tại, cảm thụ cuộc sống từng ngày. Hãy trân quý giây phút nội tại bạn đang sở hữu, thay vì thèm khát sự bận rộn. Bạn biết không, ấy không phải là bạn. Những thứ bủa vây lấy bạn chỉ là ảo ảnh. Hãy là những chú ong chăm chỉ và tập trung làm việc, cảm thụ từng giây phút lao động. Sau đó, dành thời gian hòa mình vào thời gian, không gian xung quanh, hạnh phúc, vui vẻ cùng bầy đàn. Ngày mai chỉ thực sự tươi đẹp khi ta học cách từ bỏ lòng tham về 1. Ăn uống 2. Tiền bạc 3. Dục tình 4. Chiếm hữu 5. Danh tiếng 6. Vân vân. Tất cả chỉ như ảo ảnh trong cõi hình tướng tạm bợ chúng ta đang ở. Vì thế, hãy dành những khoảng thời gian để cảm thụ bên trong bạn nhé. Tôi yêu bạn, bạn đã thức tỉnh. Không có cái gì là bận rộn, không có cái gì là thảnh thơi. Chỉ do ta đang theo tham đắm, xa dần bản thể của chính ta. Để tiến gần đến với bản thể, xin dành chút ít để lắng đọng, nghe từng nhịp đập của cơ thể, nghe từng nhịp đập của tế bào. Thời gian sẽ qua, không ở lại. Xin chớ nuối tiếc điều đã lỡ, xin chớ thèm thuồng điều chưa tới. Dục khởi xóa mờ bản thể ngươi. Thời gian chính là quà vô giá, vì thế hãy sống và đồng điệu, vui thú an bình cùng cảm thụ, trọn kiếp con người cùng an vui. Xin chúc những điều tốt nhất dành tặng bạn. Lời cảm thụ từ chúng tôi, những người đã soạn thảo để gửi đến bạn, bạn yêu. Tự bút từ nguồn. Awake Motivation, động lực thức tỉnh. Open your world and emptiness, mở ra thế giới và sự tĩnh lặng của bạn.